Hello bác, hôm nay bọn em bắt gặp tổ ong khá to các bác ạ. Tổ này thì em nghĩ là khá là già. Khả năng cao tổ ong này đã làm hơn 3 tháng. Tổ này thì được cái là dễ lấy các bác ạ. Nếu mà ước lượng thì em nghĩ tổ này chắc cũng khoảng được từ 7 đến 8 cây nhộng. Mọi người có thể nhìn sơ qua kìa. Em ôm mà nó không hết cái tổ luôn là biết cái tổ nó to cỡ nào rồi mọi người. Sau một hồi quằn quại thì cuối cùng em cũng lấy ra được cái tổ nha mọi người. Mọi người có thể nhìn sơ qua thì có khoảng từ 4 đến 5 tầng. Nhưng mà cái tầng ngoài cùng thì đã lấy hết nhộng rồi. Còn đây là phần ong mình đã bắt được nha mọi người.